về với sân khấu của câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn bốn phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, lời đầu tiên cho phép hai em Nguyễn Nhung và Xuân Điệp xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể anh chị em đam mê âm nhạc trong và ngoài câu lạc bộ đang có mặt tại sân khấu nhà văn hóa thôn Đắc Trúng Nam, xã Quốc Tuấn Anh Hùng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, cũng như các bạn yêu nhạc đang theo dõi trên đường live ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, rất vinh dự cho câu lạc bộ của chúng ta hôm nay được đón tiếp các quý vị đại biểu đại diện cho đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Mai Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Ông Phạm Hồng Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ông Vũ Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông Trần Xuân Thủy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quốc Tuấn. Xin nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, trưởng các ban ngành đoàn thể, các cán bộ công chức ủy ban nhân dân xã. Vâng, và thay mặt cho ban tổ chức xin nồng nhiệt chào mừng và cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng bà con cô bác, anh chị em và nhân dân trong xã cũng như ngoài xã bạn đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về nhà văn hóa thôn Đắc Trúng Nam đón xem và cổ vũ động viên cho buổi giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn bốn phương. Xin kính chúc toàn thể các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho chương trình giao lưu của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc các bạn yêu nhạc đang theo dõi trên đường live của chị chủ nhiệm Phạm Thắm có một buổi tối nghe nhạc vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc, thả tim thả hoa, cổ vũ cho chương trình thêm rực rỡ. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa các quý vị cùng các bạn yêu nhạc thân mến, trong buổi tiệc hôm nay chúng ta hân hoan chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý bằng cả tấm lòng chân quý với những lãng hoa tươi thắm thật ý nghĩa và những món quà vô cùng sâu sắc các quý vị dành tặng cho ngày thành lập câu lạc bộ tròn 3 năm tuổi. Ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Quốc Tuấn do bà Mai Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời bà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên do ông Trần Xuân Thủy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính mời chị chủ nhiệm Phạm Thắm ra nhận hoa ạ. Trân trọng cảm ơn ông, kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, quan tâm nhiều đến câu lạc bộ của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn ạ. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu quý tín dụng nhân dân xã Quốc Tuấn do bà Trần Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc quý tín dụng xã Quốc Tuấn lên tặng hoa chúc mừng. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà. Chúc bà có thật nhiều sức khỏe, quan tâm đến câu lạc bộ của chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn bà rất nhiều ạ. Và để tiếp tục chương trình, xin kính mời đại diện công ty bê tông Nhật Tuân, ông Phạm Quang Tiệp lên tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ông có cái nhiều thật nhiều sức khỏe và làm ăn thành đạt ạ. Xin cảm ơn ông ạ. Tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin đại
xin kính mời đại diện Ban Chi ủy Ban Thôn Đắc Chúng Nam, bà Vũ Thị Hồng Tiến, trưởng thôn lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà rất nhiều. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Thoan, bí thư chi bộ thôn Phú Vinh, làng Véo, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lên tặng hoa chương trình ạ. Tổ chức xin trân trọng cảm ơn rất nhiều luôn quan tâm đến câu lạc bộ của chúng tôi ạ. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu chị tổng biên tập Thu Hường, thay mặt cho hội đồng quản trị câu lạc bộ lên tặng hoa. Em xin kính mời chị chủ nhiệm Phạm Thắm ra đón nhận hoa. Người đã dẫn dắt chương trình cùng với hội đồng quản trị đã làm nên câu lạc bộ của chúng ta ngày ngày lên sóng thành công. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trân trọng giới thiệu ông cố vấn Phạm Đồng Trượng và phó chủ nhiệm Nông Kim Thảo, đại diện cho các câu lạc bộ làng Vẽo, làng Cống Vực, làng Cao, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lên tặng hoa. Em xin kính mời chị chủ nhiệm Phạm Thắm ra đón nhận hoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn, chúc các anh các chị hội đồng quản trị cùng với câu lạc bộ của xã Minh Phú chúng ta phát triển, cùng với câu lạc bộ Quốc Tuấn các bạn bốn phương ngày càng vững mạnh hơn ạ. Và tiếp sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Hồng Vân, đại diện cho câu lạc bộ xã Minh Phú các bạn bốn phương, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lên tặng hoa. Cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà thật nhiều sức khỏe. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Nhung, đại diện cho phó chủ nhiệm Phạm Hòa cùng các ca sĩ Điểm Cầu Bình Phước lên tặng hoa chúc mừng. Xin quý vị xin cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà có thật nhiều sức khỏe. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông cố vấn Hoàng Năm, thay mặt cho ca sĩ Phan Thoa, đại diện Điểm Cầu Đài Loan, Ma Cao, câu lạc bộ Liên bang Đức lên tặng hoa chúc mừng. Chúc quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông rất nhiều. Ban tổ chức xin kính trân trọng kính mời ông Phạm Vũ, thay mặt các ca sĩ Điểm Cầu Vũng Tàu lên tặng hoa chúc mừng. Cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông có nhiều thật nhiều sức khỏe. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông phó chủ nhiệm Đỗ Minh Hải, đại diện cho các ca sĩ Điểm Cầu Hải Phòng, Quảng Ninh lên tặng hoa chương trình. Em xin kính mời chị chủ nhiệm Phạm Thắm ra đón nhận hoa. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ông có thật nhiều sức khỏe cùng với câu lạc bộ của chúng ta ngày càng bay cao bay xa hơn nữa. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Tạ Thiêm, phu quân của chị chủ nhiệm Hoàng Thắm, đại diện cho công ty gốm sứ Bát Tràng lên tặng hoa chương trình. Em xin trân trọng kính mời chị chủ nhiệm Hoàng Thắm ra đón nhận hoa. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông có thật nhiều sức khỏe.
cùng với người vợ của mình chèo lái thân thuyền âm nhạc của chúng ta ngày càng bay cao bay xa hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tiếp sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện cho Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể các ông, các bác, các anh chị trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ, kính thưa toàn thể bà con về dự cái chương trình giao lưu đêm nay. Thì thực hiện theo cái chương trình thì đêm hôm nay là câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn Quốc Phương tổ chức sự kiện lần thứ ba tại địa phương Quốc Tuấn. Về dự hôm nay thì cũng xin báo cáo với các quý vị là về cái nhằm địa phương tôi cũng rất là trân trọng cái không khí cũng như là cái phong cách làm việc của câu lạc bộ, rất là đoàn kết, rất là ấm áp và cũng rất là nhân văn. Đấy, thì cũng xin được báo cáo với lại các vị là thay mặt cho địa phương thì nhằm tôi cũng xin được là trân trọng là biểu dương và cũng chúc cho toàn thể là anh em, anh chị em trong câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn các bạn Quốc Phương của chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe và cũng thông qua cái việc này thì cũng là cái dịp là quảng bá cái hình ảnh về quê hương Quốc Tuấn anh hùng. Thì cái này thì chúng tôi cũng rất là trân trọng và trong cái hội nghị này thì cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ là có một cái tâm tư đó là chúc cho mọi người trong câu lạc bộ là cùng vui vẻ hạnh phúc và chúc cho câu lạc bộ chúng ta là ngày càng phát triển và tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào văn hóa văn nghệ ạ. Xin cảm ơn ạ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời chị chủ nhiệm Phạm Thắm xinh đẹp lên phát biểu cảm ơn và khai mạc chương trình. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong xã. Kính thưa Sư Thầy Thích Đàm Ân, trụ trì Chùa Linh Ứng, làng Đắc Chúng, đại diện các câu lạc bộ, hội đồng quản trị cùng toàn thể các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn bốn phương. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của các thành viên hội đồng quản trị câu lạc bộ cũng như các anh chị em thành viên đến từ các tỉnh thành phố Kiên Giang, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình. Ngoài ra còn các quý vị thành viên câu lạc bộ đang theo dõi chương trình qua màn hình nhỏ tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Macau, Đài Bắc, Đài Loan. Thưa các bác, các cô, chú, anh chị cùng toàn thể bà con nhân dân địa phương đã về dự chung vui buổi giao lưu kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn bốn phương. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ cũng như câu lạc bộ xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể buổi giao lưu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước cùng sự phát triển sâu rộng các phong trào văn hóa văn nghệ của các tầng lớp nhân dân, cá nhân tôi là người con xa quê được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đắc Chúng Trung, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nơi sản sinh ra anh hùng Phạm Tuân, người đã bắn rơi máy bay B-52 trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước và là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Quê hương Quốc Tuấn cũng là nơi của phong trào văn nghệ, trong xã có câu lạc bộ chèo truyền thống với các giọng hát chèo được lưu truyền từ đời này qua đời khác, thu hút được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt. Bản thân tôi quan niệm rằng tuy hát không hay nhưng luôn mang trong mình ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Với quan niệm đó, tôi đã phối hợp cùng các anh chị em ở các địa phương lân cận như Hồng Thái, Lê Lợi, Trà Giang, Quốc Tuấn cùng các anh chị em tại thành phố Hải Phòng chung sức chung lòng cùng có niềm đam mê ca hát để dựng xây nên câu lạc bộ. Trải qua 3 năm liên tục phát triển và trưởng thành,
Đến nay câu lạc bộ của chúng tôi đã thu hút trên 2.600 thành viên tham gia, gồm các bộ phận: tổng biên tập, chủ nhiệm, ban phó chủ nhiệm, quản trị viên, ban đời sống, ban văn hóa và ban giám sát. Thời gian thống nhất của hội đồng quản trị giao lưu phát sóng vào khung giờ vàng từ 19:30 đến 21:00 hàng ngày trong tuần, thường xuyên duy trì nề nếp và hiệu quả. Với cương vị là người đứng đầu câu lạc bộ, cá nhân tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các thành viên, bà con nhân dân đã đến dự buổi giao lưu hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo địa phương xã Phúc Tuấn, cơ sở thôn Đắc Chiến Nam, cá nhân ông Phạm Nhụ, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo truyền thống cùng các thành viên câu lạc bộ chèo. Cảm ơn các cô chú, anh chị em, bà con nhân dân địa phương đã về dự vui cùng giúp ban tổ chức có thêm động lực hoàn thành tốt nội dung chương trình buổi giao lưu. Cảm ơn sự hiện diện của các quý thành viên đã hảo tâm ủng hộ, đóng góp và sắp xếp về dự buổi giao lưu hôm nay. Việc tổ chức buổi giao lưu vì điều kiện không sánh khỏi thiếu sót, kính mong các quý vị lượng thứ. Trước khi ngừng lời, cho phép tôi được thay mặt hội đồng quản trị câu lạc bộ cùng trên 2.600 thành viên câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn bốn phương gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công và an lành trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn, tiếp sau đây là thời khắc vô cùng ý nghĩa. Em xin kính mời chị chủ nhiệm Phạm Thắm cùng hội đồng quản trị lên sân khấu để cắt bắn sinh nhật kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ âm nhạc Quốc Tuấn kết bạn bốn phương. Xin trân trọng kính mời. Trai với tôi ngừng chân chân sống đã
ơi, về biển cả, bốn bề anh, về biển, về sông, mảnh đất. Chờ trên môi sông xanh xinh đình, em đi tầm cây trên đồng lúa, mình mang mênh mang câu hò ưa đèn sao trái gái quê mình. Những ngày mưa đông nhớ ngày đang hạ, cơn đau vất vả mà em vẫn cười tươi quay về lấn biển. Vâng, xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn, kính chúc các anh các chị trong hội dân Vũ, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình thật nhiều sức khỏe. Vâng, tiếp sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Phạm Văn Toàn và chị Hồng Minh, người con yêu dấu của quê hương Quốc Tấn, lên với bài hát Thái Bình quê hương tôi. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin trân trọng giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn, ông Phạm Nhụ với bài hát Dòng Sông Giải Lụa. Xin kính mời ông ạ. 50 năm nay về thăm thành cổ Quảng Trị anh hùng xưa đàn réo bom rơi, bất khuất kiên trung giữ đất giữ trời, để hôm nay đời vui câu hát, đây hiện lương câu hò bát ngát. Kia lối về đường chín khe xanh, có ai về Quảng Trị do linh, lên dốc miếu xuống dòng sông một thời hoa lửa. Trong khói bom báo y đạn, tiếp bước cha anh chiến trường xa, như vậy hỏi như thúc giục người chiến sĩ kiên trung nơi biển phương đi. Yeah.
sông. Thank you.
một bài hát rất hào hùng. Và tiếp sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là tiết mục văn nghệ của chị Vũ Thị Bình, chị Vũ Thị Thìn, thành viên câu lạc bộ Lê Lợi, với bài hát Tình Bạn Sáng Ngời Tương Lai. Xin trân trọng kính mời.
quý vị vừa được thưởng thức bài hát Cô Đôi Thiên Ngàn do chị chủ nhiệm Phạm Thắm cùng với tốt múa Hải Phòng thể hiện. Xin cảm ơn. Đường dài tương lai quê hương đã vội mời tuổi trẻ hôm nay chúng ta xây ngày mới, dù lên rừng hay xuống biển cơn bão giông vượt gian khổ. Ta Lương xin kính mời các quý vị cùng thưởng thức ạ. Đi chấp trường,
nhiều ạ. Một tặng vỗ tay thật lớn dành cho các chị ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Vi và Vũ Trinh đến từ thành phố Thái Bình với ca khúc Mời Anh Về Thăm Quê Em Thái Bình. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Phạm Mến và anh Vũ Thạch, câu lạc bộ chèo Quốc Tuấn. Giới thiệu đội múa
thôn Đắc Trúng Trung với bài múa Mộng Tàng. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các chị rất là nhiều. Vâng, lên nhé.
ra đi cho tình tôi yên đôi bao năm hạnh phúc bên nhau. Bây giờ ta theo quái xưa anh người tình ơi, nhưng lúc anh về lặng lẽ âm thầm vì tan phòng vắng lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không bên tình nhân em mong riêng anh lạnh lẽo như tôi quay lòng ngập tràn đớn đau chút kiên nhẫn xa vời nhưng anh còn mãi đây còn mãi tắm tuôi nhưng giấc mơ vừa dài giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ. Theo em anh đi về, theo
và neo lưng chừng núi lưng chừng đèo bao vang lên chuông ngân dài đi vào tới gặp em bên suối hát đi mà chúng ta đã chẳng thể Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.